Angela Phương Trinh tình tứ nắm tay Võ Cảnh đi dạo. Cặp đôi có những khoảnh khắc thân mật lãng mạn trong phim Sứ mệnh trái tim. Trong bộ phim điện ảnh Sứ mệnh trái tim, Angela Phương Trinh và Võ Cảnh trở thành một đôi giai nhân quân tử, bất ngờ gặp nhau giữa vùng cao nguyên. Vì vậy, cả hai phải thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Angela Phương Trinh vào vai Phong Linh, một cô giáo từ bỏ cuộc sống sung túc để bắt đầu hành trình thiện nguyện, thực hiện ước mơ của mình từ thời nhỏ. Những cuộc tình đang chéo với nhân vật trung tâm là Phong Linh khiến câu chuyện phim trở nên gay cấn. Trong khi đó, nhân vật Hoàng Bách do Võ Cảnh đảm nhận lại là một chàng công tử hào hoa, một bad boy từng gây sóng gió ở trường trung học, ham chơi bốc đồng và có sở thích sưu tập siêu xe hàng hiệu. Hoàng Bách vốn được mặc định sẽ chỉ gắn bó hơn 10 năm xuất sắc nhất của mình với đô hội và những cuộc vui thâu đêm, nhưng một biến cố đã xảy ra, anh được gửi vào quân ngũ khiến cả đồng đội cũng như cấp trên phải ngao ngán. Ít ai ngờ rằng cuộc sống khắc nghiệt nhưng tràn về niềm tin của đời quân ngũ đã khiến Hoàng Bách thay đổi. Anh cùng đồng đội làm những công việc nguy hiểm để giữ an toàn cho bản nghèo vùng cao. Không chỉ thể hiện khía cạnh nam tính điển trai, Võ Cảnh còn có những khoảnh khắc tình tứ hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng khi hẹn hò cùng nhân vật cô giáo Phong Linh trong phim. Với hình ảnh chàng quân nhân soái ca lại biết đàn hát, nhân vật Hoàng Bách hứa hẹn sẽ là một vai diễn đáng chờ đợi nhất của Võ Cảnh trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Angela Phương Trinh tiếp tục kết hợp ăn ý với bạn diễn để tạo nên một câu chuyện tình đẹp như mơ trong Sứ mệnh trái tim. Nhân vật cô giáo của cô sẽ có những diễn biến tâm lý cảm xúc khá ấn tượng trong nhiều cảnh phim. Bộ phim Sứ mệnh trái tim của đạo diễn Đức Thịnh sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 17 tháng 11. Bộ phim có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Đức Thịnh, Angela Phương Trinh, Võ Cảnh, Billy William, Dương Mạc Anh Quân, Hồng Loan, MC Nguyễn Hải Dương, Hữu Thanh Tùng, Thế Bảo, Nguyễn Tâm, Đào Hùng và bé Gia Kim. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.